Thêm SPTN GO mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng Chỉ có 9 đồng 99 trong một tháng sau 7 ngày dùng thử Quý vị có thể tải SPTN GO trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon Đài truyền hình sbtn hân hạnh giới thiệu CD Anh không chết đâu em CD gồm 13 ca khúc viết về các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa Quý vị có thể đặt mua CD từ bây giờ trên trang nhà sptnhomeshopping.com hoặc gọi 888 2018 hoặc gửi chi phiếu về địa chỉ PO Box 127 Garden Grove CA 92842 giá CD chỉ có 10 đô la và 5 đô la tiền cước phí Kính thưa quý khán giả 30 tháng 4 năm 2021 đánh dấu 46 năm xa xứ để tưởng niệm 46 năm tị nạn cộng sản của hàng triệu người dân Việt Nam đài truyền hình SBTN sẽ có các chương trình như sau 40 năm nhìn lại phát vào thứ hai giờ phát 6:30 sáng 11 giờ 30 trưa, 4 giờ 30 chiều và 8 giờ tối, bắt đầu từ thứ hai ngày 5 tháng 4 năm 2021. Tị nạn Việt Nam phát vào thứ bảy, giờ phát là 9 giờ sáng, 3 giờ chiều và 9 giờ 30 tối, bắt đầu từ ngày thứ bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2021. Phim vượt sóng phát vào ngày thứ sáu, 30 tháng 4 năm 2021, lúc 8 giờ 30 tối và phát lại vào thứ bảy ngày 1 tháng 5 năm 2021, lúc 1 giờ 30 chiều. Tất cả sẽ phát theo giờ California. kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN hôm nay Dũng Quyên rất vui khi được đến với khán giả trong chương trình đối diện với sự thật cùng với bác sĩ Ngô Bá Định và anh Tường Thắng xin mời bác sĩ và anh Thắng có lời chào đến khán giả. Đã xin uh, kính chào anh Thắng, mến chào Dũng Quyên và xin trân trọng kính chào quý vị. Dũng Quyên rất là rất vui khi mà đối diện uh, nói chuyện với quý khán giả nhưng mà rất lo khi mà có tôi nói chuyện cho nên uh, quý vị nên <cười> <cười> để ý dùng. Vâng, Thái, xin kính chào quý khán giả của SBTN <laughs> uh, cũng xin uh, cáo lỗi quý khán giả rồi tuần trước. Oh. Yeah. À, tuần trước thật sự ra cái tôi cái show đối diện sự thật có thâu thâu rồi oh, hai show luôn hai oh, show luôn my. nhưng mà cuối cùng sao vậy quyên hả cuối cùng thì bên bên ban kỹ thuật thôi tại vì cái file nó bị hư nó bị hư hết nên là yeah. nguyên cái ngày hôm đó những cái show quay hôm đó thì không có chiếu được yeah. thì uh, hôm nay bác sĩ sẽ Nhưng nói không phải bù là bác lại. Bác sĩ định uh, chửi, à, nói, nói 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 quá bị cháy máy. <laughs> okay. chắc thì đó em cũng nói là có khi nào anh chửi quá cái cháy máy luôn thì không máy nó chịu không nổi. Bác suối quá bác nói trời nghe nghe con nghe bác sĩ uh, chửi mà nghe còn hay hơn hát nữa cho nên dạo này không cần nghe bác sĩ hát nữa. nghe chửi hay còn hơn hơn nhạc hơn hát nữa. ok rồi nhưng mà thôi cũng phải trung hòa đúng lại chứ đúng rồi đúng rồi cảm ơn, để, cảm ơn Quyền. để cho máy không có bị cháy nữa nha đúng rồi đúng rồi ok Chí cháy nữa là uổng lắm cảm ok ơn. bây giờ trước đó chúng ta nói về uh, vaccine. vaccine. Yeah, bây giờ yeah, mình nhưng có... mà trước đó em có một vài thông báo okay. từ đài truyền hình SBTN đó chính là kính mời quý khán giả đón xem chương trình đặc biệt âm nhạc và tôi với chủ đề con yêu của mẹ vào ngày Mother's Day chủ nhật tuần này vào lúc 8 giờ sáng, 1 giờ chiều, 8 giờ 30 sáng, 1 giờ 30 trưa và 8 giờ 30 tối giờ Cali và SBTN hân hạnh giới thiệu bản gốc nghệ sĩ và tác phẩm của nhạc sĩ Trúc Giang với chủ đề quê hương và tình yêu. Chương trình gồm 12 tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Trúc Giang quý vị có thể vào trang nhà sbtngo.com để mua bản gốc digital edition quê Hương và Tình Yêu từ bây giờ và trước khi bắt đầu và để bắt đầu chương trình thì um, em cũng muốn nhờ bác sĩ trả lời với khán giả dạ tại vâng. vì uh, có rất nhiều email gửi về đài và hỏi dạ vâng. muốn bác sĩ nói thêm về cái vấn đề đông máu là blood oh, clot dạ vâng. trong các uh, tình trạng tiêm vaccine vừa qua thì uh, hy vọng bác sĩ có thể giải đáp được thắc mắc này cho dạ. khán Dạ, thì trong tình hình mà khi mà mình có gần 8 triệu mũi thuốc mà Uh, Johnson Johnson Với lại uh, mấy chục triệu mũi thuốc Mà AstraZeneca bên châu Âu Thì chúng ta có khoảng 18 cái ca Mà máu đông ở bên nước Mỹ này Khoảng 40 mấy ca máu đông bên châu Âu Thì uh, chúng ta phải cẩn thận Tại vì những cái thuốc nó dựa trên con Adenovirus Mà những con đó là được nuôi dưỡng Từ những tế tế bào mà chúng ta clone Từ mấy đời luôn, từ năm 1970 Tức là năm 60 năm nay Từ những mà cái tế bào gốc đó là từ Các thai nhi mà đã không uh, mấy it đó, tức là không Tồn, uh, không có sinh tồn được thì trong quá khứ thì nó sau nhiều đời rồi thì cái con adenovirus nó nó sống trên cái 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 những cái tế bào đó những cái cell đó những cái uh, cái cell đó mới sống được thì không hiểu vì sao người ta chưa tìm được lý do mà tại sao mà khi mà ta dùng những cái loại thuốc chích ngừa đó thì uh, các phụ nữ mà từ 18 đến 48 thường thường bị máu đông Mà máu đông nó nằm trong cái vùng mà tĩnh mạch mà nó đưa máu trở về tim Tức là sinus venous thrombosis Cái đó rất bệnh rất là hiếm à, uh, mà không biết tại sao nó lại có thì chúng ta nên cẩn thận à, Như quý vị có thể nhìn trên màn ảnh chúng ta thấy đó Nếu mà không làm gì hết đó, trong 100.000 người chúng ta đã có Một nửa người là bị máu đông rồi Còn nếu mà quý vị chích vaccine Quý vị thấy không nhìn về phía bên tay phải hết quý vị Thì quý vị thấy trong 100.000 người đó Mà mình chích thuốc Johnson Johnson và AstraZeneca Là những cái thuốc mà thật ra ở bên Mỹ này à, Chúng ta dùng Pfizer Moderna nhiều hơn À, hiện giờ đảo có bắt đầu chiếc Johnson Johnson thì quý vị thấy là trong 100.000 người chỉ có chưa tới chấm một người bị máu đông nữa chấm09 thứ quý vị tức là không tới 10.1 mà nhìn vào phía bên đây trái hết thì nếu mà không làm gì đó chúng ta đã có một nửa người chấm5 người đã bị rồi à. thì những thai phụ à, 18 đến 48 tuổi thì hoặc là những người mà đang uống thuốc ngừa thai Quý vị đến thấy trên đó thì chúng ta thấy là cái số lượng nó tăng lên từ à, 5.4 lần cho đến 80 lần. Uh -huh. Cái số mà cái risk factor bình thường đó là cái nguy nguy cơ xác suất nguy cơ bình thường đó là thì thay vì từ chấm 5 mà nó tăng lên từ 2.7 cho, tới 4 cho 40. đến 40 lần là những người mà uống thuốc cho, người thai cho... hoặc các thai phụ là từ 10 đến 12 lần yeah. tức là từ 20 đến 24 lần. Nhưng mà nếu quý vị bị COVID-19 á thì nó cũng tăng lên quý vị. Nhưng mà cái tăng nó nó nằm giữa giữa cái người thai phụ và thuốc birth cần pill rất là từ 9 lần cho đến bốn chục lần à, còn cái kia tới tám chục lần nặng thưa quý vị nhé thì nói tóm lại nếu mà tôi người nhà của tôi nếu mà không có thuốc pfizer không có được mà chúng ta phải phải trích thì chúng ta phải trích uh, johnson johnson uh, đâu có sao đâu uh, chỉ có một điều ngại ngần là các thai, uh, các người mà từ 18 đến 48 mà đang uống thuốc ngừa thai, đang bị migraine, đang trong quá khứ đã bị máu đông hoặc là người bị gan, hoặc là những người bị mà, bị bệnh hay bị uh, 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 lupus những cái bệnh mà autoimmune gì đó là uh, những cái bệnh mà nó hay dính máu lại với nhau đó gọi tại enter syndrome thì chúng ta nên nói chuyện với người bác sĩ gia đình của mình trước khi mình có thể chích yeah. bản thân tôi thì tôi khuyên các vị đó nên chọn một nơi nào có Moderna hay là Pfizer còn nếu mà chẳng đối đế chẳng đặng đừng mà bất đắc dĩ kỳ cùng lắm đó thì chúng ta cũng có thích cho dân cho dân nhưng mà nếu mà quý vị không phải là các phụ nữ mà từ 18 đến 48 là là, là tốt hơn cho nên quý vị nên uh, tiếp tục trích tại tôi nghĩ là Mother Day cái món quà mà đẹp nhất uh, tốt nhất của các con cháu mà hiếu kính cho uh, bà ngoại bà nội và các cô dì và mẹ mình và song thân phụ mẫu hai bên tức là nhạc mẫu của mình luôn hoặc là uh, người phối ngẫu của mình hoặc là bạn gái của mình hoặc là những chị chị em của mình là phụ nữ cánh phụ nữ đó quý vị nên kêu mọi người đi trích tại ngày Mother Day thay vì một cái bao uh, bao đỏ với vài tờ 100 trong đó mà Diễm Quyên rất là thích phải không ạ? Hay là cái món sushi ở otoro ở đâu đó à, ăn không cái đó rồi cũng ho qua hồng, hết à hoặc là hoa ho hồng. Ờ, ho <laughs> hoặc là hoa hồng hoặc là Cái sao cái gì cũng à, đẩy qua em hết vậy. <laughs> 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 cánh phụ nữ thường thường là thích những cái gì mình cứ nhắm. <laughs> nhưng mà tiểu không, bộ, em đồng nhà ta mà thấy em đồng ý là với đúng. anh là sức khỏe vẫn là quan trọng nhất đúng. Nên là cho dù nhiều... yeah. có những nên... vật chất đó mà không có sức khỏe để enjoy thì cũng các bác nghĩ... nên chiếc ngừa đâu các bác Được. cái đó là nghĩa vụ nhiệm vụ và nó là cái danh dự cái cái, cái cái vấn đề như thế này nè nếu mà tôi không có uống thuốc này tại vì nó hư gan tôi mà trong khi cái khả năng mà cứu trái tim mà cứu đột quỵ của tôi nó gấp cả ngàn lần nhưng mà tôi không uống tại vì tôi sợ, tôi hư sợ hư. bị hư gan cho dù cái nhỏ thì có mình tôi chịu thôi nhưng cái vấn đề trích ngừa đó ồ oh, quý vị thấy cái risk factor nó nhỏ không cho nên tôi sợ quá tôi không chích là quyền của tôi yes đúng là quyền tự quyết của anh nhưng khi mà mình không trích mình bị bệnh đó mình có thể mình không mất mạng không có vô nhà thương không có lên máy thở nhưng mà mình lại đưa cho ông bà mình đưa cho cha mẹ mình đưa cho thầy cô giáo mà đã lớn ừ. tuổi lão niên của mình đưa cho có thể là con của mình nữa có những trẻ em khi mà đã bị vô nhà thương là bị nặng lắm nha yeah, cho vâng. nên đó cho nên chúng ta mở đây khuyên các cánh phụ nữ người thân cũng ta nên chiếc ngưỡng quý vị đó là món quà tôi nghĩ là tốt hơn. Và còn một cái nữa là yeah. tổng thống Joe Biden cũng nói là khi khi có một cái goal là cho tới ngày 4 oh. July 4 là ngày 4 độc lập 7. của Hoa Kỳ yeah. ngày 4 tháng 7 thì hy yeah. muốn có một cái goal là tất cả khoảng 70% người dân của Hoa Kỳ sẽ được ừ. tiêm chủng vaccine thì khi nói là chỉ khi nào mà Hoa Kỳ có 70% trở lên thì chúng ta mới đạt được cái miễn dịch cộng đồng thôi, thì theo anh Thắng với bác sĩ thì điều đó có thể khả thi không? 70% cho tới ngày 4 tháng 7 là mình còn 61 ngày nữa đó mà bây giờ cũng hơn uh, 4 44% dân số đã nhận được một liều vaccine rồi thì còn có... Cái cái vấn đề này nữa. là Diễm Quyên thưa anh Trắng xin lỗi kết lời anh Thắng uh, không cho anh Thắng nói nhưng mà cái mình nghĩ trong cái phạm trù này mình biết hơn một tí yeah. thì như thế này, cho đến giờ này đã có 250 triệu mũi đã đưa phát ra thì nếu mà tính là là 45% ít nhất là một mũi và 33% đã chích à, toàn phần là hai mũi cho Moderna lại Pfizer đó. Yeah. Nhưng mà những người trên 18 tuổi là 57% và 41% toàn phần mà những người trên 65 tuổi là 83% là chích ít nhất là một mũi và 70% là là toàn phần. Nhưng mà cái goal của tổng thống Biden đó là đến trước 4 tháng 7 là phải 70% những người adult tức là 18 tuổi trở yeah. lên. Yeah. Yeah. Mà hiện giờ chúng ta 18 tuổi rồi chúng ta đã có 57% rồi. Thì cái khả năng mà lên 70% tôi tôi nghĩ sẽ được yeah. tại đó mình còn để gần hai tháng nữa yeah. Yeah, rất là à, với nhưng mà cái... cái 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 hơi đau lòng hay bẽ bàng là các nước khác đã không có thuốc để mà chích mà trong khi nước mỹ chúng ta phải lạy lục năng bán nỉ. xin mới năn nỉ để ừ. cho tiền nữa có có, Tổng có được Biden lên Đ... trên đúng rồi, trên rồi trừ thuế <laughs> có cho, cho... giảm thuế à. yeah. rồi đề nghị yêu cầu vang nài ừ. luôn dạ đi vâng đi chích, mà cũng không thèm đi chích à. trong khi cái củi lửa đã sẵn sàng ở bên ấn độ đó để đốt thiêu xác người thân mình Trời Đó là một ơi. cái mà còn ở bên Brazil, like Brazil? À, Brazil thì sao Brazil. Ở Brazil thì còn còn không thể tưởng tượng được ông uh, tổng thống yeah. Bolsonaro. Ông bị tố dạ vâng. bởi cựu uh, bộ trưởng y tế của ông. Bộ trưởng y tế được kêu ra quốc hội điều trần. Ông nói thẳng cái ông tổng thống này á, ông chỉ muốn người ta uống ký ninh thôi. Đó. Và khi ông đề nghị là phải cách ly xã hội phải phong tỏa kinh tế phải uh, phong tỏa uh, xã phong tỏa hội cái xã hội rồi đeo khẩu trang thì ông này ông gạt bỏ qua một bên. Ông nói là oh, sao tụi bây cái lãi nhãi hoài, à. tụi bây whining. Đó, tụi, tụi bây người yếu ớt như đàn bà vậy, trời ơi, có một Modi, Trump với lại Bolsonaro mà Boris Johnson là người đã lên máy thở và là chết đi sống lại bây giờ hắn ta đã cảnh tỉnh rồi. Yeah. Nhưng mà còn ba cái tay còn lại là Modi, Trump Johnson. với lại với lại Bolsonaro. John, với lại với lại uh, Bolsonaro là ba tay đó là họ không không coi đại dịch là gì hết mà coi mạng sống rẻ hơn là cái cái quyền lực, cái khả năng mà thắng cử cái diễn đàn kinh tế hoặc là cái, cái 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 lợi ích cá nhân ích kỷ của họ. Yeah. À, tôi tôi nghĩ là những người đó sẽ bị mất chức và có thể bị thừa về vấn đề mà giết người mà vô tức là negligent homicide. Yeah. Tại vì anh đã là nguyên thủ anh cái lời nói của anh rất là nặng mà anh lại nói play down mà không coi trọng nó mà có người chết giống như tôi mà có bệnh nhân mà khi người bệnh ung thư bệnh nặng đó mà tôi lại nói là không có bệnh yeah. hay là bệnh nhẹ mà để cho người đó chết tôi sẽ bị mất bằng và tôi trách nhiệm trước tòa án lương tâm tôn giáo và luật pháp yeah. cũng như là hội đồng y khoa nữa yeah. hà hún vì những vị đó là những nguyên thủ mà người chết lên tới cả trăm ngàn người cả triệu người luôn yeah. thì tôi nghĩ như người đó có thể phải đưa ra tòa án về vấn đề mà là negligence homicide yeah. vâng Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn anh Tường Thắng rất nhiều. Kính mời quý khán giả theo dõi phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Sau đây chúng tôi xin được trở lại cùng với buổi nói chuyện với bác sĩ Ngô Quyết Định và anh Tường Thắng. Và để tiếp tục chương trình thì quyền cũng muốn nhắc đến một sự việc xảy ra trong tuần qua đó là người bác sĩ gốc Việt tên là bác sĩ Lưu Ngọc Phượng đã bị dọa xử tử vì ban lệnh phòng chống COVID-19. Và bác sĩ Lưu Ngọc Phượng là giám đốc y tế cộng đồng tại hai quận hai tức là quận Yuba County và S và Sutter County ở trên Sacramento thì khi mà bác sĩ đưa ra cái những cái lệnh ban hành cái lệnh phòng chống covid 19 này vừa qua thì có một người làm về truyền thông đó là ông Binnerger nói với là người phụ nữ này đáng phải bị dựa vào tường và bắn sau khi chuyện này kết thúc nó một cái lời đe dọa dạ rất là nghe rất là đáng sợ luôn á trong khi cái người bác sĩ này chỉ ban ra những cái hành lệnh để phòng chống covid 19 mà thôi thì theo bác sĩ với lại anh thắng nghĩ coi ừ. là, là um, cái người này có đáng lên án không và sao lại uh... xin mời anh thắng ạ vâng thì không, từ thắng thưa uh, anh uh, bác sĩ thưa bác sĩ ngô văn định là yeah. ở ngay quận cam này nè yeah. uh, trước kia cũng đã có một nữ bác sĩ anh quên tên là bà nicole quick nicole quick dạ vâng. vâng ở ngay quận cam này cũng đã bị dọa giết và nó tới tận nhà đó chứ vâng bởi Tới tận nhà là chỉ vì bà yêu cầu tất cả mọi người phải đeo khẩu trang. <laughs> Tới tận nhà dọa giết, cuối cùng bà phải xin từ chức. Và ừ. cái người thay thế ổng mà bây giờ là một bác sĩ gốc Việt tên là ông Châu. Dạ vâng. Ông Đúng rồi. Châu đó thì ổng lấy Clinton một sao? cái dạ lấy một cái tư thế trung dung hơn. Đúng. Ổng chỉ đề nghị là đeo khẩu trang thôi chứ ổng không có bắt Yeah. như bà bà Quyết không mandatory dạ vâng dạ không có bắt yeah, buộc cho nên cho tới bây giờ ông vẫn còn trụ được cái cái chức vụ của ông ngày hôm nay cho nên chúng ta thấy rằng là ngay cả trong khi mà hội đồng giám sát tại quận Cam họp đó là người ta tới người ta chửi rủa uh -huh. cả hội đồng giám sát họ chửi luôn cả bà bác sĩ ở trước khi trước khi ông Châu ông thay thế đó uh -huh. về cái vụ là bắt họ phải đeo khẩu trang họ nói là họ thở không được họ muốn chết luôn cho nên không thể nào bắt họ phải đeo khẩu trang mà chúng ta còn 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 nhớ còn mới đây nữa. So dramatic. Ông ông đương kim giám sát quận Cam à. là Wagner, Don Wagner. Đúng. Ông đã đã ông là từ hồi xưa ông là dân biểu Cộng hòa ở tại ra quận Cam này, tiểu bang Cali rồi lên thượng nghị sĩ Cộng hòa ở tiểu bang Cali này. Ông còn đặt câu hỏi ở trên tờ Washington Post chích ngừa có bị có bị coi như chích cái, cái 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 ID vô để mà nó theo dõi mình giống như mình gắn cái ID vô xe ra rồi cái satellite coi mình đi đâu không có bác sĩ ông còn, ông còn đặt cái câu hỏi như thế mà ông là một thượng, từng là thượng nghị sĩ và dân biểu của bang vâng. California ừ. và ông bây giờ là đương kim giám sát viên của quận cam ừ. ở quận cam thì giám sát viên nó thay thay phiên bây giờ dạ vâng. luật sư Andrew đổ là chủ tịch dạ vâng ừ. ông Don Wagner đã từng là chủ tịch của giám sát viên quận cam mà ông nói câu ông thở ra cái câu đó <laughs> thì không hiểu là cái đảng Cộng hòa này đó họ 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 họ, họ không phải tin khoa học hay sao á. No, no, no. đã nói Cộng hòa là là uh, đại dịch là không có là là bịa đặt là của dân chủ thổ tả để mà hại ông Trump, để mà để mà thắng mà bầu cử, bầu cử là danh lệnh uh, Đảng Cộng hòa mà kịch hữu đó thì nó quay non sơn nó tin mà bàn môn tả đạo những điều hoặc là uh, nếu mà Chúa Phật xuống lắm cổ họ nói thì họ nói sự thật nhưng mà không phải Chúa Phật đó mà họ lật lầy lên để Đấy. mà cái 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 lý do là chính trị phải nói cho nó chết phải nói cho nó thất cử phải nói cho cái phô của nó xuống cho dù cho dù nó thật như cái 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 cô này cũng nổi tiếng trong cộng đồng mình nói anh định ơi anh đã thắng rồi à, mà sau anh nói là sau bầu cử mà thắng rồi anh không có dính mà sao anh còn nói vậy nhiều khi nghe nó nó anh nói nhiều khi nó nặng quá thì mình nói là thì em đừng có nghe anh nói tại vì tại vì mẹ của của cô đó là rất là cuồng mẹ đã viết những lời chửi ông Biden mà ta tụng ông năm tức là nhận giặc làm cha mà nhận ma làm thiên sứ là là nghề của của bác đó thì thì khi mà nghe nói họ đau lòng lắm nhưng những tay mà cuồng điên mà nó đã đưa vào chính trị nó nghe ông Biden nói như sáng nay nói về vấn đề infrastructure đó tôi biết mà người đó ngồi hợp tức họ đập bàn tại vì con cám mà thấy nó thấy con tấm mà đến đăng đàn lên làm hoa hậu mà nói chuyện đó nó ngồi dưới nó cười cười cái miệng mà trong lòng nó đau lòng lắm nó tức lắm cho nên cái gì mà nghe ông biden nói chưa bao giờ tôi thấy một ông già mà 78 tuổi mà nói khoảng chừng bốn mươi mấy con số mà ông nhớ hết Dạ. Yeah. cuộc đời tôi những con số tôi đọc tôi phải viết xuống Dạ. Yeah. ông biden ông nói những con số về cái số đường mileage mà phải sửa Dạ. Yeah. và cái số lượng người 780 trăm à, tám tám ngàn lượt người bảy trăm tám ngàn lượt người đi qua bao nhiêu con đường đó yeah. những con số nó không biết mà ông không có nhìn một cái gì hết không có nhìn cái prompter không có nhìn cái screen gì hết mà sao một người có thể nhớ như vậy được thì những tay mà bưng bô liếm đế sạch sành xanh đó mà mà cộng hòa mà bảo thủ mà 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 8 tận lương tâm bán cả nhân mạng là cái nhân tính của cha mẹ họ để lại đó thì họ phải nó họ ghét lắm họ đau lòng lắm tại sao mà có người tài giỏi kinh ban tế thế nói hay vậy mà ông Biden nó chỉ b tôi phải đổi lại chữ b là thưa diễn viên nha à, b là by by petition, tức là không có binh ai ông Biden ông cứ làm chuyện của ông ông không có chỉ trích người cộng hòa ở trên yeah. còn cộng hòa dân chủ mà đấu đá chửi nhau ở trên thượng viện hạ viện hay là ở ngoài đời á thì ông không khe ông chỉ lo làm sao lo cho dân cho cái đất nước này build back better build back by ba chữ b rồi blue color blueprint cái gì là cũng do là những người chung những người lao động hoa kỳ không à yeah. là những cái cái những người những cái kế hoạch của ông mà mà build back better đó là cho những người không cần có bằng cử nhân gì hết anh chỉ có bằng trung học tốt nghiệp trung học uh, high school mà ra anh vẫn có cái chót như thường yeah. mà khi mà build back better đó xây dựng lên đất nước tại vì mình đã quá thụt lùi so với lại trung quốc so lại những hạ tầng cơ sở mình yếu yeah. lắm rồi những yeah. con đường mình đã năm sáu chục năm nay rồi những con đường ngay chỗ tôi ở đó là bảy yeah. mươi trong quá khứ chỉ có ba mấy bốn mươi mấy ngàn lượt xe đi ngang qua mới gần đây mới cái hai năm mà tôi biêu lên tôi đọc cái hồ sơ đó 75 mươi ngàn chiếc xe chạy ngang qua cái cái corner ở chỗ building mà tôi cái phòng mạch của tôi đó mà bây giờ cũng đang tiếp tục tăng lên mà những cái cái đó ngày xưa đó cái cái structure đó để chịu đựng cho bao nhiêu chục ngàn người đã tính hết rồi bây giờ tăng lên tới mấy chục ngàn người nó sẽ hư thôi yeah. thì chúng ta phải xây dựng lại đất nước của chúng ta không có dân chủ cộng hòa cho nó những con đường đó những xa lộ đó những cái xe đường dây xe lửa đó những bên tầng signal mà cho cái hệ thống internet với lại computer điện toán của chúng ta đó hay là những cầu cống đó hay là những cái cái nước được cái ống dẫn nước đó những cái đó nó không có dân chủ cộng hòa nó là mạng người nó là tiếng người tại vì dùng tiền chúng ta creating job tức là sản xuất ra công an việc làm cho người dân dân hoa kỳ và những người không cần phải có bằng cấp cao gì hết mà chúng ta saving life nữa tại vì những con đường đó cầu cống đó mà đi chúng ta bị sập chúng ta sẽ chết và nên nhớ là những cái cầu cống infrastructure ở những một thành phố nào đó mà xây lên đó thì hãng sửa người ta thấy người ta mới về city nó mới dây dựng lên yeah. anh đi tới chỗ nào anh cũng tới cái chỗ nào mà nó gần xa lộ phải không đúng rồi gần đường xá đường trường học phải không anh cái chỗ nào mà cầu cống đường đợi xe điện nước nó đâu đầy đủ phải không chứ anh đâu có tới một cái thành phố mà nó hoang vắng thì những cái đó được xây lên sửa chữa lại thì người ta sẽ tới nhiều công nghệ sẽ tới nhiều hãng sửa tới nhiều job nó sẽ nhiều lên thì build back better blue collar blue ring là những cái bi bi thứ nhất là bi là cái chữ bi trí dụng của ông Biden. Yeah. Bây giờ tôi rất là có một giấc mơ mỗi ngày mà tôi không dám nói. Bữa nay thôi tôi nói thẳng luôn. Yeah. Tôi giấc mơ là nói thầy, tôi nghĩ covid là có thật. Tôi nghĩ cái bầu cử vừa rồi đó là không có gian lận mà lan động. Nên nhớ Graham là người bưng bô liếm đế sạch sành xanh, xanh, xanh luôn. Nó nói là ông nói là 100.000 case mà gọi là bầu cho người chết, người chết ở bầu. Mà bây giờ tôi chỉ cần có Give me 100 k thôi để mà tôi lên tivi tôi nói mà ông chỉ đưa tôi có 2 k à mà 2 k đó là cái người của bầu Trump. cho mẹ lại mẹ vợ mà là bầu cho ông Trump ông bầu cho Trump. Trump. À, rồi ông cả ông Bill Barr ông nói là this is ridiculous this is the... cái không có hạo chuyện anh giang nữa ông Mr. Connor cũng nói luôn rồi ông Chris Kraft là giám đốc về cái an ninh mạng của cái bà, mạng bầu cử đó nói là this is the most secure là cái cẩn mật nhất trong lịch sử bầu cử Hoa Kỳ và bao nhiêu 16 người judge mà đã phán cho 60 mấy 62 63, xong ba cái, 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 cái mà cái, trong một đó có 16 bộ, người do đế. đích thân ông Trump mà chỉ định mà họ đã 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 nói như nào họ vô là không có chuyện mà gian là bầu cử biết bao nhiêu sự thật thành danh rồi mà những người còn nói là gian là bầu, thui để cho tôi nói hết này thắng ok thì những người mà không tin vào đại dịch, không tin vào mask, không tin vào vaccine nói là ông Trump là đã thắng chứ không phải là ông Biden, hay là ông Biden gian lận lấy tiền của Trung Quốc để biến nước Mỹ thành sao chủ nghĩa và bán đứng uh, nước Mỹ, làm nước Mỹ làm thuộc địa cho 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 cho, cho tật cận bình uh, rồi trả thù ông Trump uh, trả thù dân Ấn Độ để dân công lên cho ông tật cận bình những kẻ đó tôi ước gì cá với tôi nếu mà tôi thua tôi mất hết sự nghiệp mất tính mạng cũng được nhưng mà người đó đó nếu mà tin như vậy đó tôi ước gì chúa phật xuống làm cái cuộc đánh cược đi yeah. những người đó cược với tôi nè những người đó nếu mà sai đó người đó sẽ mất hết tất cả đi mất luôn cả danh dự luôn mất cả liêm sĩ mất cả cái sự lòng tự trọng nhỏ nhoi mà cha mẹ họ để lại thưa bác sĩ à, những người bác sĩ nhắc tới nè Graham nè William Barr nè McConnell nè tất cả những cái vị đó và tất cả những vị thẩm phán mà phán quyết rằng những cái những cái vụ án đó là không có cơ sở pháp lý đó toàn là tối pháp viện nữa ta là đảng cộng hòa không à chứ yeah. không, không không có dân không có chủ thỏa tả ở đây cả, cả trong uh, những cái ông thẩm phán của lăng hòa mà trong đó có 16 người là đích thân ông trump là chỉ đúng định là bà không thể nào nhìn quay đi sự thật như bà liz Cheney bà nói rồi cái chuyện đó là cái chuyện bà liz Cheney bà nói nhẹ đó bà nói là một cái đầu độc cho cái máu cái nền dân chủ tự do của đất nước mỹ chúng ta mà đối với tôi đó đó là cái bom nguyên tử chia rẽ yeah. mà nước mỹ chúng ta không bao giờ sẽ mà lấy ra được cái bom nguyên tử mà thằng Putin mà thằng tật cận bình mà thằng iran bất hàn nó chỉ muốn nước mỹ chúng ta làm sao mà cái bị nền dân chủ là dựa vào gì dựa vào bầu cử mà bây giờ bầu cử mà bị không có chính danh chính nghĩa không có chính xác mà bị nghi ngờ đó thì đất nước chúng ta sẽ chia rẽ không biết đến chừng nào mới đoàn kết lại Đúng. mà nói thiệt là để giết một đứa không cần một tốn một viên đạn làm cho tụi nó giết nhau nước mỹ chúng ta đang không phải bị chất độc đâu mà nước mỹ chúng ta đang bị một cái bom nguyên tử chia rẽ của thằng khốn nạn putin mà cái tay sai của nó là những người tôi không muốn nói tên là là những đứa đó đang tiếp tục Maintain big liar cái đại láo xạo của thế kỷ thì tôi ước gì chúa phật xuống đây cho tôi cá với lại những người mà tin là cái cuộc bầu cử vừa rồi đó là bị anh anh cấp hay là anh gian bởi dân chủ đó chúa phật đi vào trong đầu não họ nếu mà họ tin vào điều đó hả nếu mà tôi sai tôi mất hết tất cả cả tính mạng luôn còn nếu mà người đó sai á họ mất tiền tài của của cái họ mất luôn cái danh dự là, lòng tự trọng liêm sĩ và, và và cái lương tâm của họ đi cho nên khi người ta mới nói là bây giờ cái bác sĩ để trở thành một đảng viên cộng hòa đó dạ. anh phải chứng tỏ lòng trung thành của anh bằng cách là phải tin vào mặt trời lặng ở phía đông đúng và thứ hai là phải tin vào cái cuộc bầu cử 2020 là gian lận và gian trá tin vào những điều trái sự thật những điều trái sự thật thì anh mới được ừ coi cái đó là một sự trung thành trong đại để cộng mà Đang. được đảng, cộng hòa mà chúng ta biết mặt trời đâu có lặn ở phía ta, à, lặn đâu, phía đâu. Mà, mà họ phải dựa vào cái đó để làm chi anh cái này là mà Kevin McCarthy tay đó là tay nó nó biết là sự thật như thế nào rồi nhưng mà hắn phải làm những cái chuyện mà cái đứa mà tôi đã nói là cái đứa mà cộng hòa đó nó nó đã đấy phải thua rồi ok nó theo dựa vào 2018, 2020 theo thống kê là theo toán học là chúng ta là thua thua rồi yeah. để mà thắng là chúng ta phải tán tận lương tâm mà nói dối sự thật thôi là chúng ta phải dựa vào cái tin cái đó là cuộc bầu cử đó là không có chiến tranh chính nghĩa và và chính xác và là bị gian lận không thì phải dựa vào đó thì nó mới đưa đến cái chuyện mà cải tổ về vấn đề mà đưa ra khoảng chừng 361 cái đạo luật trong 47 tiểu bang để mà dèm phiếu tại vì họ đã biết rồi bên thằng nga đó khi mà nó nhận được của thằng Kiều uh, kiểu mà thằng đó là lấy những tài liệu bí mật của hội đồng tranh cử của bên trong đó nó biết những người nào đang do dự không bầu những người nào chắc chắn là sẽ không bầu thì cái đám mà chắc chắn sẽ không bầu cho cho bên cộng hòa đó cho ông trump đó là làm sao những lá phiếu của nó là không có được đếm thì thằng nga nó có nhiều chiêu thức tôi nghĩ đó anh thấy không Ở những cái chỗ mà quận hạt cho đến những tiểu bang đó, nó có nhiều chiêu mấy từ ngày 3 tháng 11 nó biết bao nhiêu cái chiêu thức nó đưa ra để mà nó làm sao mà cho nó không có được chiến tranh chính nghĩa và chính xác và chính hợp pháp thì họ đang đưa qua 361 cái cái pháp luật trên 47 tiểu bang để mà diêm phiếu những người cho người ta không có được bầu khiếm gì mà đầu phải khó khăn không có được uống nước và những cái cái thùng phiếu phải ít lại đi và cái số người phục vụ thì giảm đi và có mà những người bây giờ những người mà uh, secretary of State là bà bi nguyễn sắp sửa tranh cử ở georgia đó yeah. những người đó bây giờ không còn có cái quyền lực để mà công nhận cái cái kết quả của bầu cử mà là những người đại đa số trong thượng viện hay là hạ viện ở trong cái đó. quốc hội của tiểu bang đó sẽ là người quyết định thì ở những cái nơi nào tiểu bang mà có nhiều cộng hòa đó thì bọn nó sẽ toa rập với nhau đồng thanh đồng đồng ý đồng ngữ là nó nói là cái kết quả này không chính xác phải phải đếm lại đến thì cái rõ ràng là nền dân chủ nước mỹ chúng ta đang bị cháy bom chia rẽ của thằng putin mà những người mà tần cối đó, những người mà rước voi bị giày mã tổ đó, những kẻ mà tôi nói là lê chiêu thống đó, những quả. đứa đó nó thịt công lý của vũ trụ thiên đạo của trời đất luật pháp của quốc gia và công minh của lịch sử và truyền thông sẽ theo theo truy đuổi chúng nó cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời chúng nó chúng ta dạ, sẽ vâng. coi dạ vâng dạ vâng xin cảm ơn bác sĩ và anh tường thắng rất nhiều kính thưa quý khán giả vì cũng hết giờ rồi nên chúng tôi xin tạm ngừng chương trình ở đây và xin hẹn gặp quý khán giả cũng giờ này trên đài truyền hình SBTN và xin nhắc quý khán giả là khi email của chương trình là đối diện với sự thật I'm, I'm sorry đối diện sự thật at sbtn.tv nếu quý khán giả có muốn gửi được những đóng ở những ý kiến đóng góp và những tin tức cho đài thì xin mời quý khán giả gửi đến đối diện sự thật at sbtn tv và xin mời bác sĩ và anh Từng thắng có lời chào đến với khán giả dạ vâng xin kính chào quý khán giả của sbtn kính chào quý vị và happy Mother's day Dạ. happy Mother's day